Còn khi mùa xuân sang thì con đực lại trở lại với màu đỏ để chứng tỏ với cả thế giới rằng mình vẫn còn FA. Con trai mà, đâu có dễ dãi như vậy được. Có giá của mình chứ, có giá của mình chứ, có giá của mình chứ. Xin chào những người anh chị em thiện lành của channel Không Giới Hạn New và chào mừng các bạn đã đến với bảng xếp hạng chờ im chim có 102 do câu lạc bộ những người chơi chim tổ chức. Dẫu biết là chim thì cũng có chim rít chim rát, kích thước thì to nhỏ khác nhau, còn màu sắc thì con trắng, con lại đen đen, chưa kể là cùng là chim, con thì lại rõ lắm lông, con lại lờ thờ có vài cọng. Nhưng thay vì chỉ đợi xem chim nào to, chim nào bé, thì hôm nay chúng ta sẽ được mở mang tầm mắt bởi giá trị của các loài chim. Vậy liệu loài chim nào sẽ được tôn vinh là loài chim có giá trị nhất trong bảng xếp hạng ngày hôm nay? Chúng ta cùng nhau vào việc tìm hiểu nhé! Lui! Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Mountain Bluebird, 20 triệu Việt Nam đồng. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bảng xếp hạng ngày hôm nay với một chú chim xinh xắn cùng với cái tên của mình, Mountain Bluebird, một trong những loài chim đẹp nhất của châu Mỹ. Vì chúng có màu xanh nên được người đời gọi yêu ái với danh xưng là chim xanh núi hay là chim xanh Bắc Mỹ. Được sinh ra mang trong mình dòng máu của họ nhà chim bìm bịp, nhưng chúng lại làm vang danh dòng tộc nhờ bộ lông màu xanh ngọc lam sáng tuyệt đẹp. Dù là hoa khôi, nhưng loài chim này lại có lối sống rất thân thiện với môi trường, là ăn bờ ở bụi. Và khi không đủ điều kiện tài chính để tìm được ngôi nhà kiên cố như hốc cây, thì vách đá hay bờ đất cũng đều cần tất, miễn là có chỗ che nắng che mưa. Với một chú chim sở hữu cái tâm và cái đẹp như thế, nên đã được các bác chơi chim trên thế giới định giá là 850 đô la Mỹ, tương đương với khoảng gần 20 triệu đồng. Vừa bằng cái nắm tay mà sao đắt thế nhỉ? Bằng luôn con ngựa sắt của mình luôn rồi. Và tất nhiên là cái gì cũng có lý do của nó. Khi nghiên cứu từ những nhà tâm linh học, màu mè học, thì màu xanh ngọc lam có tác dụng nạp năng lượng cũng như giảm bớt căng thẳng cô đơn. Những người chơi chim họ tin rằng loài chim này sẽ không chỉ mang đến sự yên bình cho gia chủ mà còn thể hiện sự thịnh vượng, đầy đủ trong cuộc sống. Nhưng nếu được lựa chọn thì bạn sẽ chọn xe hay chọn chim để bớt cô đơn đây? Trả lời thật lòng mình nhé. Số 2, chim vàng Anh, 30 triệu Việt Nam đồng. Không. Vàng Ảnh, vàng Anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt. Xin mời anh em chiêm ngưỡng dung nhan của chú chim bước ra từ truyện cổ tích Tấm Cám, chim vàng Anh. Chim vàng Anh, hay còn được gọi là Oriole, thường có màu đen vàng hoặc đen cam. Mặc dù chị Tấm đã về sánh đôi bên nhà vua, nhưng vẫn di truyền lại cho vàng Anh bản tính nhút nhát, hiền lành và không thích bon chen với đời. Vậy nên chú chim vàng Anh le ve trên các ngọn cây. Nhưng với giọng hót thành thót đã từng khiến nhà vua phải mất ăn mất ngủ thì dễ gì giấu giếm được cơ chứ. Sau thành công của truyện Tấm Cám với vai thứ chính thì giờ vàng Anh đã vươn tầm thế giới khi có mặt ở cả châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Tuy nhiên, đẹp nhất vẫn phải kể đến những chú chim vàng Anh châu Á sống từ dãy Himalaya đến Đông Nam Á với màu đỏ thẫm rực rỡ thay vì màu vàng thường thấy. Nhìn cái tổ của vàng Anh có khác gì kỳ quan thế giới của loài chim không cơ chứ. Đấy, nó đã đẹp người lại còn đẹp nết nữa đây này. Nhìn cái tổ cầu kỳ thế mà chúng cũng chỉ mất khoảng từ 5 đến 8 ngày để đan mọi thứ lại với nhau thôi các bạn ạ. Đúng là thành viên ưu tú của nhóm yêu bếp nghiện nhà đây mà. Và một chú chim đảm đang như thế đã được các shark định giá tới 30 triệu Việt Nam đồng. Sở dĩ loài chim này được định giá như vậy, ngoài bộ lông đặc biệt nổi bật, chúng còn có một giọng hót hay khiến cho những nghệ nhân chơi chim ở Việt Nam không thể không yêu thích. Và mỗi một vùng miền khác nhau, nhưng chú chim vàng Anh lại sở hữu một giọng hót khác nhau, có tới 16 màu giọng. Và điều hay ho hơn cả là khi sở hữu một chú vàng Anh trong nhà, các ông bố sẽ không bao giờ cần phải lo việc hát ru con mỗi khi mẹ đi vắng nữa. Thế là chúng ta có lý do để chơi chim rồi. Số 3, Scarlet Teenager, 40 triệu. Chim nào màu đỏ chứng tỏ là chim xinh, và Scarlet Teenager là loài chim như vậy. Chúng đẹp một cách rực rỡ với màu đỏ như máu, cùng với đôi cánh và đuôi đen tuyền. Dù nổi bật là thế, nhưng chúng lại chọn lối sống cách ly xã hội, hoạt động ở tít trên cao, trong tán lá của những cây trong rừng rậm. Người ta chỉ phát hiện ra chúng bởi những điệu hót rất phong phú và da diết. Nếu như những con cái luôn chung thủy với bộ lông có màu xanh lục, thì loài chim đực lại nổi tiếng với tài thay lông như thay người yêu. Khi mùa thu đến, chúng đổi bộ lông màu đỏ để lấy màu xanh vàng cho sảng khoái. Còn khi mùa xuân sang, thì con đực lại trở lại với màu đỏ để chứng tỏ với cả thế giới rằng mình vẫn còn FA.
con trai mà, đâu có dễ dãi như vậy được. Có giá của mình chứ, có giá của mình chứ, có giá của mình chứ. Và cũng chính nhờ đặc tính thay lâu nhưng không thay lòng này của chúng mà đã khiến cho các dân chơi hệ chim sẵn sàng rút hầu bao lên đến khoảng 1.700 đô la Mỹ, tương đương với gần 40 triệu đồng để sở hữu những em chim này. Số 4, vẹt Scarlet Macaw, 170 triệu. Vẹt thì chúng ta đã biết nhiều rồi, nhưng mà vẹt có trị giá lên đến 170 triệu đồng thì đúng là khó tin thật. Nhưng mà khi nhìn vào chú vẹt Scarlet Macaw này thì mới thấy rằng đáng đồng tiền bát gạo thật đấy chứ. Chúng nổi tiếng là một trong những loài vẹt có màu sắc sặc sỡ với bộ lông màu đỏ tươi bao phủ hầu hết cơ thể. Chưa kể, con thuộc dòng vẹt lớn nhất với đôi cánh và đuôi dài, nên chúng đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều chim mờ. Ý là người chơi chim ấy các bạn. Cộng thêm việc sở hữu một gương mặt đẹp lạ với một chiếc mỏ mang tính hóng hớt của loài vẹt khiến chúng lại càng trở nên nổi bật hơn cả. Không những xinh đẹp mà loài vẹt này còn rất thông minh và ham học hỏi. Chúng là một loài chim tràn đầy năng lượng, thích chơi đùa và tương tác với chủ nuôi, khá ồn ào và thích gây sự chú ý. Vì vậy mà chúng còn được lựa chọn để huấn luyện trở thành những người bạn của con người với tài ăn nói, thậm chí có thể cãi lại chủ nhem nhem ra. Không những thế, cũng bởi chúng là quốc chim của Honduras nên giá trị của chúng lại càng cao. Một chú chim đẹp và thông minh như thế chỉ ở mức 170 triệu đồng thì đây đúng là một món hời. Đấy là lời của những đại gia chơi chim, còn mình thì tiền còn không đủ đổ xăng nữa là chơi chim như thế. Số 5, chim tucăng, 230 triệu. Thường thì những cái gì quý, những cái gì hiếm thì sẽ đắt, và loài tucăng này cũng vậy, rất là hiếm có khó tìm. Nếu như muốn thấy chúng, các bạn sẽ phải book vé đến tận Nam Mỹ hoặc là Trung Mỹ cơ. Chưa kể bây giờ dịch bệnh đang ban căng, chi phí máy bay quá đắt đỏ thì thôi, chọn giải pháp ngồi ngắm em chim này cùng với channel Không Giới Hạn News cũng được rồi. Xét về ngoại hình thì loài chim này dài khoảng 52cm, nổi bật với chiếc mỏ to dài, theo phong cách mỏ tung tăng đi trước, body lả lướt theo sau. Đúng là mỏ to thì không lo chết đói. Tuy quả mỏ vĩ đại là thế, nhưng body của chúng lại chỉ nặng khoảng 600g. Và để có thể cân được quả mỏ vĩ đại này thì chúng sở hữu một đôi chân vô cùng khỏe khoắn. Nhưng cũng chính cái mỏ tưởng chừng như ăn hoang phá hoại ấy mà đã giúp cho chim tucăng có giá trị rất cao, lên đến 10.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 230 triệu đồng. Chiếc mỏ của chim tucăng càng lớn thì giá trị càng cao. Thế nên là anh em biết trào lưu môi tều khiến cho các chị em tích cực đi bơm vá bắt nguồn từ đâu rồi đấy. Số 6, chào mao nữ hoàng, 300 triệu. Chào anh nhá. Em đứng ở đây 2 triệu. Em xin tự giới thiệu, em là chào mào nữ hoàng có giá 300 củ khoai. Xin mời các anh ngắm chứ không được sờ vào hiện vật. Đây là một em chào mào nữ hoàng thuộc dạng cực phẩm và cực kỳ là quý hiếm. Xin được đọc sơ yếu lý lịch của em ấy cho các bạn nghe như sau. Họ chào tên mào với body nhỏ nhắn xinh xắn từ 13-15cm, cân nặng từ 150-300g. Còn bây giờ xin mời các bạn hãy ngắm nhìn lông của em ấy. Ui dồi ôi, nó cứ phải gọi là trắng muốt, trắng toát, đến Ngọc Trinh cũng phải ngả mũi mà trầm trồ. Oh my god, nhìn cái thứ nhất là say đắm, nhìn cái thứ hai là đắm say. Mà bà mụ nặn kiểu gì lại còn cho thêm quả màu mắt nó đỏ đỏ vô cùng là gợi đòn thế này, thì đến cả mạng anh cũng phải dâng cho em chứ đừng nói là 300 củ khoai. Số 7, chim Racing Pigeon, 1,4 triệu đô la Mỹ. Và xin giới thiệu đến tất cả các bạn chùm cuối trong video ngày hôm nay có giá là 1,4 triệu đô, tương đương với 32 tỷ đồng. Các bạn không nghe nhầm đâu, mình xin nhắc lại là 32 tỷ đồng cho một con chim. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng già. Top 1 siêu đắt đỏ này thuộc về chú chim Racing Pigeon. Nếu chỉ nhìn thì chúng không khác gì một con bồ câu bình thường. Tuy nhiên, đây không phải là bồ câu bình thường đâu, nó là bồ câu đùa, là một giống chuyên biệt được phát triển thông qua việc lai tạo chọn lọc và huấn luyện để tranh giải flyer của năm. Pigeon là một cuộc đua xuất phát ở Bỉ. Nó được coi như một môn thể thao từ năm 1818 với cuộc đua đường dài đầu tiên lên đến hơn 160 km. Môn thể thao này trở nên nổi tiếng vào cuối những năm 1900 ở nước Anh, Hoa Kỳ và Pháp. Sở dĩ những chú bồ câu này đắt đỏ như vậy là do chúng được chọn lọc, huấn luyện, chỉ ăn và bay theo yêu cầu của chủ nhân. Bao ngày tập luyện, rèn kiếm, cuối cùng cũng đến ngày chiến đấu. Một chú chim có thể đạt được vận tốc trung bình hơn 145 km/h trong các cuộc đua. Và giá của những chú chim đua như thế này dĩ nhiên không hề rẻ,
có thể lên đến mức là 1,4 triệu đô la Mỹ, tương đương với 32 tỷ đồng. Đó, vậy là chúng ta đã cùng nhau lượn một vòng thế giới để chiêm ngưỡng những loài chim đắt đỏ nhất thế giới. Nhưng ít ai biết ở Việt Nam cũng có rất nhiều những đại gia chơi chim giá trị cả tỷ bạc. Nổi tiếng nhất trong làng chơi chim phải kể đến ông Dương Văn Trường, đại gia sở hữu những chú chim bạc tỷ hiếm có khó tìm. Đúng là ăn với chim, ngủ với chim, chơi với chim là có thật, chỉ vì hai chữ đam mê. Không những chim của ông Dương Văn Trường giá trị thuộc hàng bậc nhất, mà đến ngay cả cái lồng đựng chim thôi, có khi cũng bằng cả gia tài của người khác. Xương xương cái lồng nào rẻ nhất thì cũng có giá từ 50 cho đến 200 triệu đồng, còn cái nào đặc biệt để nhốt chim quý thì có khi lên đến 1 tỷ đồng một cái, còn cái nào xoàng xoàng bậy bậy thì cũng có giá từ 500 triệu đồng trở lên. Nhưng tóm lại, riêng tiền chim khoảng hơn 10 tỷ, tiền lồng khoảng 10 tỷ nữa, tiền lồng khoảng 10 tỷ nữa, tiền lồng khoảng 10 tỷ nữa. Vị tỷ phú này cũng chia sẻ thêm, đối với những chiếc lồng đặc sắc có giá trị cực cao, tôi không dùng để nhốt chim, bởi chiếc lồng giờ đây không chỉ là đồ vật mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mà người chơi muốn nâng niu, trân trọng và gìn giữ. Đấy các bạn ạ, đại gia nói chuyện nghe khác bọt hẳn nhờ. Vậy chim của các bạn như thế nào rồi? Trị giá bao nhiêu? Và các bạn dùng cái lồng nào để nhốt chim quý thì hãy chia sẻ cho chúng mình bằng cách comment xuống phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.